không cá nó lội vô lưỡi không hai con còn Ngọc Cường đi ngang đi chợ về ngang vô tình thấy bà con cô bác ta thả cá phóng xanh nè quý vị cô bác chị à. Thả cá phóng xanh hả cô? Ủa, chú đó, này ta làm ta thả phá phóng xanh rất là nhiều cô chú quý anh chị. Đây là cầu đúc của thành phố Tân An Long An mình. Đó, thả xuống cá nó lội quá trời luôn dưới nè. Cá nó bơi vô bờ nè mà con bác bên chị đó. Nè, người ta thả phóng xanh xuống này nó lội nè. Đó. Đây chị này cũng lại thả nữa nè. Chị nè cô thả xuống cá phóng xanh xuống nè. Cá nó lội vô bơi quá trời luôn nè. Cá rô nè. Người đang cô chú vẫn đang thả mấy chỗ bao luôn. Cá rô à. Nó mới xuống nó chưa có hạt nước á. Đi sao đây? Là mỗi lúc lắc trên mặt nước nè. Còn nó lội ngầm dưới tông ta, cá đồng tông cá phè. Cái bóng này còn tươi á. Bóng yếu à. Cái gì? Cái bóng. Tôi vừa. Thiếu này cấp da giải chết. Đó vậy nó cá mới mệt á, là đang đang nổi rồi là đang mệt á. Yếu rồi. Con cá lội lội dưới thẳng con cá. Nói giờ chết. Cá này được. Cái này của tôi. Cá này chết sống ở đâu? Tấp nha, tấp giải ra rồi. Cá hường. Người dưỡng ở cá hường quả tấm mùi. Có gì ra mới kỳ đó. Mày thả ra nó chạy coi quá tai luôn. Trong mình này có cần biết bao nhiêu mà nó lắm luôn. Cá thả xuống quá tài nó lội vô bờ nè bà con cô bác quý anh chị. Để lại. Để lại.
bạ mà hay phải dùng mà mé đó. Nghĩ chứ ngày mai đi đi bắt cá lớn cần nó còn lại nữa. Ừ, lớn cần ra xong nó còn là nước cá nhỏ ra xong con nào cái con nào lanh rồi chạy chuột cái đồ đây xong lắm rồi. Ừ. Đổ cái này là cá trên chợ người ta đem ra xuống người ta không xăng rồi. Xăng sửa hết trơn rồi. Bự bự vậy xăng đầu hết trơn. Chỉ nó cục nhớt rồi đó. Bởi vậy, con heo bắt lên cá vậy nó sẵn sàng không còn trơn nữa. Đâu lấy chỉ được cầm nhớt gặp trước một người ngồi xong. Không nói nước hầm đâu. Nó còn bị hẹn gì. Đâu cần nhớ ngồi. Lội ra đây nhóc không còn ngon nữa. Đó. Chạy. Phải nó chạy không nhiều quá. Ở nước bên này là lớn lắm nè. Lớn dữ lắm luôn. Cái trạng này nãy giờ nó gì ở dưới trên này cái gì vậy? Thấy cũng mấy à. Chứ được chứ không? Không. Kia đi qua là chở không? Đúng rồi. Cái là sợ cái là không chở sống. Hết giải rồi không chở. Đó, đây chị này lại thả nữa nè. Nay là ngày rằm tháng 11. Bà con cô bác lại thả cá phóng sanh rất là nhiều. Cá nó lội vô. Mấy con cá này nó bị sần hết rồi. Kẻ về với lại thiên nhiên. Chạy vô rồi. Đây câu này cũng là thả cá mà.
này nè mấy con dèo bán nè, nó khỏe. Bởi vậy, còn cái kia thì thôi, cái thịt mà. Đó, 1 ký chết hết nửa ký. Cái đó đó. Phải chăng thì cái hết rồi.